Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục tiêu của dự án cải tạo nâng cấp đường phía Tây sông Điện Biên nhằm đảm bảo giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố Hưng Yên theo quy hoạch được duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh. Điểm đầu giao với đường Chùa Diều, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, điểm cuối giao với DH72, tiếp giáp với xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, chiều dài tuyến khoảng 2,85 km, chiều rộng mặt đường 10,5 m với tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2025. Nguồn vốn đầu tư cụ thể như sau: ngân sách tỉnh 70%, ngân sách thành phố Hưng Yên 30%. Đây là một công trình mới trên cơ sở tuyến đường bờ sông cũ nên khối lượng diện tích cần giải phóng rất lớn, khoảng hơn 62.000 m2 đất của 162 hộ dân, bao gồm 34 thửa đất ở với hơn 7.700 m2. Đến nay, hầu hết các hộ đã đồng thuận phối hợp giải phóng mặt bằng thực hiện dự án này. Sáng ngày 6 tháng 11 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, trong chương trình công tác tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Đới Hòa Căn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Công trình Đường sắt Trung Quốc, cùng các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ rất quyết tâm làm tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, chiều dài khoảng 380 km, tổng mức đầu tư 11 tỷ đô la Mỹ một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, khởi công trong năm 2025 và làm chỉ trong 3 năm. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Công trình Đường sắt Trung Quốc CRCC Đới Hòa Căn cho biết, Quân đoàn Kỹ thuật Đường sắt, đơn vị tiền thân của CRCC, từng tham gia hỗ trợ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ và hiện đang có nhiều hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn Binh đoàn 12. Với kinh nghiệm xây dựng trên 7.000 km đường bộ cao tốc và trên 20.000 km đường sắt cao tốc, Chủ tịch CRCC Đới Hòa Căn cho biết, tập đoàn rất quan tâm, đang nghiên cứu và mong muốn được tham gia triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối với Côn Minh - Vân Nam, đồng thời cũng mong muốn tham gia các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đới Hòa Căn bày tỏ, chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng doanh nghiệp Việt Nam để cùng thắng, cùng nhau lớn mạnh và đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Theo số liệu tổng hợp của Bộ Giao thông Vận tải, tính đến trước thời điểm luật PPP ban hành năm 2020, cả nước đã huy động gần 319.000 tỷ đồng đầu tư 140 dự án giao thông theo phương thức PPP, hình thức hợp đồng BOT. Đến nay, hầu hết các dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, kể từ khi luật PPP có hiệu lực năm 2021, số lượng dự án hạ tầng giao thông đầu tư theo phương thức PPP có xu hướng giảm. Để tháo gỡ những khó khăn pháp lý và tạo điều kiện cho các dự án giao thông PPP triển khai hiệu quả hơn, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo sửa đổi luật PPP. Trong đó, Chính phủ kiến nghị bãi bỏ hạn mức về quy mô vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án PPP, đồng thời giao cho các bộ ngành và địa phương quyết định lựa chọn dự án phù hợp với nhu cầu và điều kiện của nhà đầu tư. Về cơ chế tài chính, dự thảo luật đề xuất cơ chế linh hoạt trong việc bố trí nguồn vốn nhà nước tham gia trực tiếp dự án PPP. Theo đó, tỷ lệ vốn nhà nước duy trì ở mức 50% và Thủ tướng Chính phủ hoặc Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định mức cao hơn nhưng không quá 70% tổng mức đầu tư cho dự án. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định làm rõ thủ tục thanh toán vốn đầu tư công trong trường hợp chấm dứt hợp đồng sớm và bổ sung các nguồn vốn để chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp dự án PPP. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Đăng Huệ, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự Kinh tế Bộ Tư pháp, có hai yếu tố tiên quyết giúp cải thiện hiệu quả việc triển khai các dự án PPP. Thứ nhất, tăng cường vai trò và trách nhiệm của nhà nước trong các dự án PPP. Dự thảo luật lần này đã đưa ra nhiều quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của nhà nước, yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để cân bằng giữa lợi ích và rủi ro. Thứ hai, chú trọng bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư bằng cách bổ sung ngân sách nhà nước vào các dự án gặp khó khăn tài chính. Chỉ khi hai bên cùng có sự hợp tác và tinh thần trách nhiệm mới giúp các dự án vận hành trơn tru, tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư khi tham gia vào các dự án dài hạn và có nhiều rủi ro. Một
Một trong các bất cập cần giải quyết trong dự án sửa đổi luật PPP là cần đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư trong xử lý các bất cập. Kỳ vọng rằng trong lần sửa đổi này, các cơ quan có thẩm quyền cũng điều chỉnh lại quan hệ hợp tác giữa các bên nhằm đảm bảo tính công bằng và thúc đẩy thành công của các dự án. Cần bãi bỏ quy định về hạn mức quy mô vốn đầu tư tối thiểu cho các dự án theo hình thức PPP, đồng thời áp dụng cơ chế linh hoạt đối với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia vào các dự án này nhằm thu hút nhà đầu tư tại những dự án đi qua vùng kinh tế khó khăn. Hiện nay, luật PPP chưa xác định rõ ràng về trách nhiệm chia sẻ rủi ro. Muốn thu hút nhà đầu tư cần vai trò đồng hành của nhà nước trong việc chia sẻ rủi ro. Trước đó, tại phiên thảo luận của Quốc hội ngày 26 tháng 10, đại biểu Hoàng Văn Nghiệm, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện có 11 dự án gặp khó khăn về tài chính với tổng nhu cầu hỗ trợ khoảng 15.000 tỷ đồng. Đại biểu Hoàng Văn Nghiệm chỉ ra rằng cần kịp thời rà soát vướng mắc tại các dự án đang triển khai hoặc đã vận hành để tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, ví dụ như dự án cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, tài chính đang gặp nhiều khó khăn mặc dù mang lại hiệu quả lớn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ông Ngô Tân Phượng nhấn mạnh, dự án đường vành đai 4 là công trình trọng điểm được tỉnh đặc biệt quan tâm, cần sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ thi công. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến nay đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được 363,84/374 ha, đạt tỷ lệ 97,28%, tương đương 34,3/35,3 km. Trên đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Diện tích đất còn lại chưa thu hồi là 101.600 m². Ngoài giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Bắc Ninh còn được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 2.3 xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự án này có tổng chiều dài khoảng 35,3 km, trong đó 25,6 km đường vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối đường vành đai 4 với đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Ông Vũ Kim Lợi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng cho biết, ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, đơn vị và các liên danh đã huy động hơn 200 nhân công, 100 máy móc, chia thành 3 ca 4 kíp với tinh thần không phút nào nghỉ ngơi, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Nhờ đó, đến nay, gói thầu thi công số 14 đã có sản lượng thi công cao nhất với hơn 30% sản lượng thi công đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành thi công nền đường, chuẩn bị xây dựng mặt đường bê tông nhựa. Trên công trường, công nhân đang gấp rút hoàn thành các công đoạn để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tại gói thầu số 14 đoạn qua địa phận thành phố Bắc Ninh, bao gồm đường song hành trái và đường song hành phải, gói thầu số 16 có chiều dài hơn 14,2 km. Qua địa phận thị xã Quế Võ có chiều dài hơn 11,7 km. Để gói thầu thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, Ban Quản lý Dự án Xây dựng Giao thông đã yêu cầu liên danh nhà thầu bổ sung máy móc thiết bị, nhân lực, các mũi thi công, tổ chức thi công 3K 4 kíp và triển khai thi công ngay các đoạn tuyến đã có mặt bằng. Hiện nay, trên tuyến đang triển khai 12 mũi thi công đường, 3 mũi thi công cầu với tổng khối lượng thực hiện gần 47 tỷ đồng, đạt 4,36% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn vướng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất giao, bán, trái, thẩm quyền của thị xã Quế Võ, thành phố Bắc Ninh tại một số vị trí. Đại diện các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu kiến nghị tỉnh xác định bảng giá đất để làm căn cứ thu hồi, hỗ trợ, bồi thường đối với phần diện tích còn vướng. Trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công gói thầu số 16, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ông Ngô Tân Phượng nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 là công trình trọng điểm được tỉnh đặc biệt quan tâm. Vì vậy, cấp ủy chính quyền địa phương có dự án đi qua cần quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ thi công. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không có mỏ cát cung cấp cho dự án, trong khi hiện nay nguồn cát cung cấp khan hiếm và giá thành tăng cao, gây khó khăn cho các nhà thầu. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan ban hành cơ chế tháo gỡ khó khăn vướng mắc để điều chỉnh tổng mức đầu tư, mặt bằng, vật liệu, giúp địa phương sớm hoàn thành xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến dài 1.541 km qua 20 tỉnh thành với tốc độ thiết kế 350 km/h, đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh hết 5,5 giờ, tiết kiệm thời gian 6 lần so với tàu hỏa thường. Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định, vận tải đường sắt là phương thức giao thông quan trọng,
So với hình thức khác, đường sắt có lợi thế vận tải hàng hóa lớn, hiệu suất cao, đặc biệt là độ an toàn, chi phí trung bình. Theo ông Khánh, dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa đến năm 2050 tuyến Bắc Nam là hơn 18,2 triệu tấn trên năm với 122,7 triệu lượt khách. Do vậy, việc đáp ứng vận tải hàng hóa, hành khách thì ngoài đầu tư đường sắt tốc độ cao, ta vẫn tiếp tục nâng cấp đường sắt hiện hữu phục vụ vận tải hàng hóa chuyên ngành như hàng nặng, khí hóa lỏng, xăng dầu, khí, NLG. Còn đường sắt tốc độ cao tập trung cho vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khi có nhu cầu. Ông Khánh chia sẻ, vận tải đường sắt tốc độ cao khi hình thành sẽ đóng vai trò quan trọng, đồng bộ kết nối 5 phương thức chính, đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa, theo trục Bắc Nam. Điều này không chỉ tận dụng thế mạnh từng phương thức mà còn tối ưu hóa hệ thống vận chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Khi phương thức vận tải hàng hóa linh hoạt, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đối với ưu điểm của đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, ông Khánh nhấn mạnh, điểm mạnh của đường sắt tốc độ cao là độ an toàn cao. Thứ hai là thời gian đi lại được xác định chính xác từng phút. Thứ ba là tiện lợi thoải mái, hành khách đi trên tàu này có không gian rộng rãi, di chuyển trên tàu dễ dàng. Ngoài ra, các nhà ga đặt ở các trung tâm, khu phát triển dân số đông cũng tạo thuận lợi cho hành khách đi lại so với các hình thức giao thông khác. Bên cạnh đó, đường sắt này điện khí hóa, thân thiện với môi trường, mang lại hiệu quả về môi trường.